Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 rồi. Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa. Rồi 12 giờ rưỡi trưa. Trên đại đường Nguyễn Văn Cừ này có rất là nhiều người người ta bán hoa. Có rất là nhiều người ta bán hoa, bán hoa để tặng cho cô giáo để dọc theo cái đoạn đường này á. Thì những cái ngày lễ, cái là lễ tình nhân rồi 20 tháng 11 của người phụ nữ Việt Nam gì á, rồi dọc theo cái đoạn đường này bán hoa quá trời. Buổi trưa trời nắng ghê luôn, đầy bán hoa nữa nè, không có mấy người bán hoa đang ăn cơm trưa, người ta ôm hoa rất là nhiều để người ta bán, người ta kiếm lời á. Nhưng mà đâu phải đôi lúc á bán mà lời được một chút đỉnh đó là mừng lắm rồi, bởi vì có quá nhiều người bán mà hoa gặp trời nóng như vậy á, hoa nó sẽ rất là dễ bị héo và bị hư. Ở trời hôm nay trời rất là nóng luôn, nắng gắt ghê luôn. Mà những người bán hoa họ cũng hay, cứ nằm cứ ngồi bạ bịch ở trên đường đó, nằm bạ bịch ở trên đường để chờ người ta mua hoa. Những ngày lễ, giống như là lễ tình dân hoặc là ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, ngày quốc tế phụ nữ với lại ngày phụ nữ Việt Nam á, thì người ta mới mua hoa nhiều thôi, chứ ngày 20 tháng 11 thì thật ra bị nhu cầu hoa nó cũng không có lớn lắm, bởi vì ngày nhà giáo mà. Chương trình hết ngay chứ đâu có chút xíu là phải tặng hoa đâu. Đây là đường Lý Thái Tổ, dạ này đi ra đường á, để ý á, trên mấy cái cột tường á camera quá trời, rất là nhiều camera. Xuyên nhan từ tốt ở dưới đường Nguyễn Văn Cừ cho đến lên tới đây luôn, vẫn không thể bắt xuyên nhan mà chạy thì cứ như là bay á, hay thiệt. Đây là đường Điện Biên Phủ nha, đường Điện Biên Phủ bán dừa. Nếu mà bị hư hủy vậy là chạy thẳng ra là ra tới trường ba mươi tươi luôn á, ôi trường cấp ba của tôi.
đây có bệnh viện gì vậy ta? Có đây là bệnh viện bình dân quá. Ừ, bệnh viện bình dân.